Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là câu chuyện phép lạ của Đức Mẹ Maria qua tràng hạt măng côi. Đây là chuyện của đứa con hoang đàng mà mẹ tìm được và đưa nó trở về bên lòng cha nhân từ. Mẹ đã trói nó lại bằng dây xích tình yêu để nó không bao giờ xa lìa cha nó nữa. Dây xích ấy được mẹ kết bằng những hoa hồng măng côi. Tôi được sinh ra trong một gia đình công giáo và được cha mẹ cho đi học trường các dì phước. Dạo ấy, tôi vẫn còn nhỏ lắm nên chưa ý thức được thế nào là giữ đạo. Chỉ đi lễ Chủ nhật và các ngày lễ buộc vì cha mẹ bắt phải đi và vì sợ mắc tội trọng. Tôi tiếp tục sống cuộc sống như thế sau khi rời khỏi Việt Nam. Thời gian trôi qua với những thú vui, những quyến rũ của thế gian đã dần dần kéo tôi xa Chúa. Thánh lễ Chủ nhật đối với tôi lúc ấy như là cái gì dư thừa và vô ích. Vui thì đi nhà thờ, buồn thì tôi ở nhà hoặc đi chơi với bạn bè. Những ý thức về tội cũng dần dần biến đi. Tôi thanh thản kéo dài cuộc sống trong tăm tối như thế. Cho đến một ngày, mẹ Maria vẫn hằng theo dõi bước chân tôi trên mọi nẻo đường tôi đi để đưa tôi trở về cùng Chúa mà tôi nào có hay. Ngày nọ, vào khoảng năm 1993, anh tôi đến thăm vợ chồng tôi và trước khi ra về, anh ấy hỏi chúng tôi có biết lần hạt măng côi không? Tôi nói rằng, lần chuỗi thì biết, nhưng không biết suy ngẫm về các màu nhiệm. Mấy ngày sau, anh tôi trở lại và cho chúng tôi mượn quyển sách có tựa đề là Bí mật Kinh Măng Côi. Tôi nhận lấy vì sợ nếu tôi từ chối sẽ làm anh tôi buồn. Trong lòng thì chẳng thiết tha đọc thứ sách mà tôi cho là chán nhất, vì tôi chỉ đọc tiểu thuyết mà thôi. Một ngày kia, vợ chồng tôi rủ nhau đi bơi. Vì không có sách nào khác để mang theo, nên đành lấy theo sách Bí mật Kinh Măng Côi. Thấy những phép lạ mẹ Maria làm qua Kinh Măng Côi, chúng tôi nói với nhau rằng mình đọc thử Kinh Măng Côi xem sao. Danh từ đọc thử bao gồm ý nghĩa rằng tôi không tin và còn muốn thử thách mẹ Maria. Vậy mà mẹ không vỡ phạt và như là âu yếm tươi cười thách đố vợ chồng tôi. Thì hai con cứ thử đọc Kinh Măng Côi đi. Sau 8 tháng trời lần hạt măng côi, ban đầu chỉ một chuỗi một ngày, nhưng thật là nhạt nhẽo và nặng nề, lại còn thêm chi trí. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì, hình như là do lòng tò mò thúc đẩy. Thế rồi, 2 chuỗi, 3 chuỗi một ngày, cho đến lúc việc lần hạt măng côi như là cơm bánh hàng ngày. Không có thì như thiếu thốn điều gì. Cuộc đời chúng tôi dần dần thay đổi. Những thứ vui trần thế mà hồi nào tôi cho là niềm hạnh phúc thì giờ đây lại trở thành hư vô. Nào là những buổi tối đi xem phim, những buổi họp bạn, ca hát karaoke thâu đêm. Tất cả giờ đây đều làm tôi chán ngán. Tôi thầm nghĩ sao hồi đó mình ngu thế không biết. Những thứ đó có gì đâu mà vui, để cho mình phải tốn thì giờ, tốn tiền và tổn hại cho sức khỏe. Và đó là phép lạ mà mẹ Maria đã làm cho linh hồn tôi. Nhưng mẹ lại củng cố đức tin của tôi bằng một phép lạ bên ngoài. Ngày nọ, đang lúc ngủ mê, tôi bỗng giật mình thức giấc vì một mùi thơm nồng nàn của hoa hồng. Thơm loang ra cả phòng tôi. Nửa mê nửa tỉnh, tôi ngỡ ngàng có lẽ tôi làm rơi chai dầu thơm hoa hồng. Nhưng nào có phải, tôi đâu bao giờ xài dầu thơm hoa hồng. Mùi hoa hồng là sự hiện diện của mẹ Maria, mùi thơm của hoa hồng trên thiên quốc, chứ không phải của thế gian này. Và rồi chuỗi măng côi của tôi cũng thơm, cả năm trời như thế. Tôi vui mừng lắm vì hiểu rằng có lẽ mẹ thật vui lòng vì thấy tôi trở về cùng Chúa. Dần dần mẹ dẫn tôi đến Chúa. Lúc nào mẹ cũng thế, không bao giờ mẹ giữ điều gì riêng cho mình. Mục đích của mẹ vẫn là Chúa Giê-xu.
mẹ dẫn tôi đến nhà thờ, nơi mà tôi đã xa cách từ lâu lắm rồi, bắt đầu bằng thánh lễ Chúa Nhật. Dĩ nhiên là mẹ dẫn tôi đến tòa giải tội trước tiên. Tôi còn nhớ chưa bao giờ tôi xưng tội tha thiết như vậy, nước mắt cứ lăn dài trên má. Hết thánh lễ Chúa Nhật, rồi thì thánh lễ thứ bảy, cứ thế mà tiếp tục. Cho đến bây giờ thì vợ chồng tôi khao khát Chúa Giêsu Thánh Thể đến nỗi không bỏ một thánh lễ nào, kể cả những ngày trong tuần. Bạn đọc thân mến, những dòng chữ này được viết bằng nước mắt của một linh hồn thống hối ăn năn. Tôi khóc vì tội lỗi mình gây bao nhiêu đau đớn cho Chúa và mẹ Maria. Tôi còn khóc vì cảm nghiệm thế nào là lòng thương xót vô bờ bến của Chúa dành cho linh hồn tôi nói riêng. Và lòng thương xót đó còn trải dài và tuôn đổ xuống mỗi linh hồn chúng ta. Hãy trở về cùng Cha nhân từ. Ngài đang mỏi mắt trong chờ chúng ta từng phút từng giây. Còn một điều tôi muốn tỏ cùng bạn đọc, trong thời gian tôi lần hạt măng côi và được mẹ ban ơn trở về cùng Chúa, Satan rất tức giận. Hắn ta tung ra những mánh lới hầu làm vợ chồng tôi hoảng sợ mà bỏ không lần hạt nữa. Rất nhiều hiện tượng xảy ra, nhưng vì để tránh dài dòng nên tôi không viết ra chi tiết. Chỉ xin bạn đọc đặt câu hỏi vì sao hắn ta lại làm như thế. Cũng chỉ vì kinh băng côi đã phá tan mưu trước của nó và giật khỏi tay nó biết bao nhiêu linh hồn. Nhưng đừng sợ, đã có mẹ Maria là sức mạnh của chúng ta. Hãy trở nên những gót chân của mẹ để đạp đầu Satan. Hỡi những linh hồn đau khổ, cô đơn, không tìm được hạnh phúc của cuộc đời và không định được hướng đi, bạn đừng chán nản, hãy đến bên mẹ Maria bằng phép lần hạt măng côi. Mẹ sẽ ban cho bạn hạnh phúc tuyệt hảo là chính Chúa Giêsu, con chí thánh của mẹ. Chúa Giêsu sẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn bằng chính Ngài. Rồi đây, bạn sẽ chẳng còn mơ ước gì nữa ngoài việc yêu mến Chúa và mẹ Maria và làm cho các ngài được mến yêu. Hỡi những linh hồn thánh thiện, bạn có muốn làm vui lòng Chúa Giêsu không? Còn gì làm vui lòng Chúa hơn là khi Chúa thấy người mẹ dấu yêu của Chúa được các con cái yêu mến và cậy tin. Vậy hãy sùng kính mẹ Maria hơn nữa, hãy nghe lời mẹ dạy trong những lần mẹ hiện ra đây đó trên khắp thế giới. Các con hãy lần hạt măng côi. Tôi xin bạn đừng xem thường phép lần hạt măng côi và cho rằng đó là những lời kinh vô nghĩa, mất thì giờ. Kinh măng côi là khí giới của bạn đấy. Cha Thánh Pio năm giấu khi đau đớn trên giường gọi một thầy và nói: "Hãy đưa cho tôi khí giới của tôi." Vật gì mà ngài gọi là khí giới của ngài? Đó là sâu chuỗi đó các bạn. Hãy yêu mến mẹ đi, mẹ sẽ làm bạn nên thánh như mẹ đã làm cho các thánh khi các ngài còn trên xương thế. Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến tận thánh tâm Chúa Giêsu bằng con đường tắt vừa ngắn gọn vừa êm ái. Tôi xin chấm dứt bài viết này bằng lời nguyện mà Chúa đã dạy tôi trong một giấc mơ. Lạy Chúa, con ví mình như cánh lục bình kia, còn Chúa là dòng sông. Lục bình không thể nào sống tách rời con nước kia được. Dù bao nhiêu bão táp, cuối cùng rồi Chúa cũng đưa con về đến bến bình yên. Lạy mẹ Maria, con nguyện đền đáp ơn mẹ bằng cách khuyến khích mọi người con quen biết lần hạt măng côi và nhất là yêu mến mẹ, sẵn sàng tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ để mẹ dạy dỗ chúng con luôn sống sao đẹp lòng Chúa và cuối cùng được hưởng phúc thiên đàng là nơi Chúa dọn sẵn chỗ chờ đợi mỗi người chúng con. Xin cho con nguyện lấy tình đáp tình mẹ nhé.